thứ hai nữa là chẩn đoán đái tháo đường và những cái thiết thực của các xét nghiệm thứ ba là các nghiên cứu áp dụng trên lâm sàng và cuối cùng là kết luận thì chúng ta đều đã biết đái tháo đường là một bệnh lý dối lý rối loạn chuyển hóa được đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết mạn tính và phối hợp với những cái chuyển hóa khác như carbon hydrat, lipid và protein và cái tình trạng đái tháo đường tăng đường huyết mạn tính này gây ra là do hai nguyên nhân chính đấy là kháng insulin hoặc là giảm tiết insulin hoặc là có sự kết hợp của cả hai. Thì giữa những cái thể đái tháo đường thì nó cũng có sự khác biệt Vậy thì khi mà chúng ta hiểu về các thể đái tháo đường Thì chúng ta cũng có thể có những cái áp dụng về mặt xét nghiệm cho phù hợp Cái đầu tiên mà chúng ta sẽ gặp đấy chính là đái tháo đường tiếp 1 Này ở Việt Nam thì nó chiếm tỷ lệ thấp thôi khoảng dưới 10% Và đây là một bệnh đái tháo đường mà do nguyên nhân là các bệnh lý tự miễn hoặc là vô căn và ở các bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1 thì cái tế bào beta tụy nó bị phá hủy hoàn toàn, chính vì thế mà bệnh nhân dẫn đến là thiếu hụt insulin tuyệt đối hay mặc trong cái mã bệnh mà chúng ta vẫn gọi là thể đái tháo đường phụ thuộc insulin đấy ạ. Và cái thể đái tháo đường này thì nó thường xuất hiện ở những người trẻ, thậm chí là ở những trẻ mới có 2 đến 3 tuổi. Và bệnh nhân thường rất là gầy và triệu chứng xuất hiện rầm rộ ngay sau khi bắt đầu phát hiện à, tiến triển của bệnh. Đường huyết thì thường rất là cao và những bệnh nhân này khi được chẩn đoán thì bắt buộc phải điều trị bằng insulin đúng không ạ và vì là nó được phát hiện sớm nên chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân này tại thời điểm phát hiện thường chưa có biến chứng gì cả chính vì thế mà các biến chứng mạng tính thì thường xuất hiện muộn hơn và đấy cũng là lý do làm sao mà chúng ta sẽ áp dụng các phương pháp chẩn đoán và điều trị làm sao cho mà cái thời gian xuất hiện biến chứng mạng tính nó càng muộn càng tốt. Cái thể thứ hai là cái thể mà chúng ta sẽ hay gặp nhất chiếm đến gần 90% trong các thể đái tháo đường, đấy chính là đái tháo đường tuyếp 2 đúng không ạ? Và đây là thể mà nó chủ yếu là có tình trạng kháng insulin và thiếu hụt insulin tương đối. Và bệnh nhân này thì các những cái đối tượng này thì thường được chẩn đoán muộn vì các triệu chứng thường rất là âm ỉ và từ từ xuất hiện ở những người có cái thể trạng tương đối bình thường hoặc là béo từ cái 35 tuổi trở lên. Uh, nhưng cái uh, sự thay đổi của cái lối sống thì bây giờ chúng ta cũng thấy rằng chúng ta gặp đái tháo đường tuyếp 2 kể cả ở những người uh, 18, 20 tuổi. Thì khi mà những cái đối tượng này phát hiện thì uh, vì là nó tiến triển âm thầm từ từ nên là thường được phát hiện muộn. Chính vì thế mà ngược với đái tháo đường tuyếp 1 thì các bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 thì khi phát hiện đã có thể có những cái biến chứng mạng tính rồi. Và cái việc mà chúng ta bắt đầu tầm soát và điều trị làm sao để bệnh nhân chậm tiến triển những cái biến chứng mạng tính là cần thiết. Thì đây là cái sơ đồ để mà chúng ta thấy cái nguyên nhân kháng insulin là chủ yếu mà chúng ta sẽ gặp ở các bệnh nhân đái tháo đường type 2. Một cái thể đái tháo đường nữa mà chúng ta cũng sẽ gặp đặc biệt là những cái ở những cái cái cơ quan mà có liên quan đến chuyển hóa của đường đúng không ạ? Ví dụ như là những bệnh nhân viêm tụy mạng. Việt Nam của chúng ta thì rất nhiều các bệnh nhân là uống rượu và bệnh nhân nam giới nghiện rượu chính vì thế mà đái uh, viêm tụy mạng xảy ra ở uh, đái tháo đường xuất hiện những cái bệnh nhân viêm tụy mạng rất là nhiều từ là những bệnh nhân sau đợt uh, sau viêm tụy cấp rồi bệnh nhân cắt tụy do u hoặc ung thư do nang giả tụy vân vân một số bệnh lý hiếm gặp uh, trong cái bệnh lý nội tiết đấy chính là uh, tao đầu chi hoặc là hội chứng cấp sinh cũng có thể dẫn đến đái tháo đường và một cái nữa mà chúng ta cũng sẽ rất hay gặp ở tất cả những cái um, người không vào viện điều trị bệnh nhân vẫn có thể gặp đấy chính là hội chứng cướp sinh do sử dụng corticoid đúng không ạ cái này chúng ta sẽ thấy rằng bệnh nhân của chúng ta Việt Nam chúng ta có thể mua được thuốc giảm đau steroid ở bất kể hiệu thuốc nào chính vì thế mà chúng ta sẽ luôn luôn thường trực là sẽ gặp những cái bệnh nhân đái tháo đường thứ phát do sử dụng corticoid đái tháo đường thai kỳ là một cái thể mà bây giờ cũng rất là phổ biến đúng không ạ bên cạnh cái việc là chúng ta sẽ chẩn đoán những cái bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ tại thời điểm đầu tiên cho khi mang thai thì chúng ta cũng có thể gặp những cái bệnh nhân đái tháo đường trong thời gian mang thai khi mà bệnh nhân có đầy đủ tiêu chuẩn chẩn đoán như là những người đái tháo đường thông thường đúng không ạ? Và cái tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ này thì cũng khá là cao chiếm từ 5 đến 8% các phụ nữ có thai đúng không ạ? Và chúng ta biết rồi nó sẽ gây ra rất là nhiều nguy cơ cho cả mẹ và con trong đó là nặng nề nhất đấy chính là sảy thai, thai lưu hoặc là có những cái dị dạng thai. Và những cái thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ thì nó sẽ trở thành đối tượng mà nguy cơ cao đái tháo đường thực sự sau này đúng không ạ? À, đấy trên đây là bốn cái thể đái tháo đường mà chúng ta sẽ à, sẽ gặp và chúng ta sẽ à, cần phải biết về cơ chế của bệnh để mà chúng ta có những cái áp dụng xét nghiệm chẩn đoán cho phù hợp à, theo thống kê của liên đoàn đái tháo đường thế giới thì chúng ta nhìn thấy cái atlas à, về cái tỷ lệ mắc đái tháo đường thì chúng ta thấy là cái tần suất ngày càng cao đúng không ạ đặc biệt là những cái bệnh nhân à, Việt Nam chúng ta thì nó nằm trong cái vùng Đông Nam Á thì chúng ta thấy là À, năm 2017 thì chúng ta mới có 82 triệu người nhưng đến năm 2021 thì chúng ta đã có 90 triệu người và ước tính là đến năm 2045 thì chúng ta có lên đến 151 triệu người. Vậy thì cái tỷ lệ mắc này nó chưa nói lên được cái gánh nặng đúng không ạ? Mà mà chúng ta nhìn vào cái những cái con số đấy là gì ạ? Cái tỷ lệ mắc này nó lại chủ yếu xảy ra ở cái những nước mà có thu nhập thấp và trung bình đúng không ạ? Bên cạnh đó thì những cái tỷ lệ biến chứng ví dụ như là tử vong hoặc là cắt cụt chi hoặc là chạy thận nhân tạo ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì rất là cao và bên cạnh đó thì còn là cái chi phí điều trị đặc biệt là chi phí cho những cái nước mà có thu nhập thấp và trung bình ví dụ như Đông Nam Á của chúng ta đúng không ạ? Thì chúng ta thấy cái nguồn chi phí cho những cái bệnh nhân đái tháo đường rất là cao. Chính vì thế mà nó đưa cao lên cái vai trò của chúng ta trong cái việc chẩn đoán, phát hiện và điều trị sớm cho các người bệnh đái tháo đường. Vậy thì để chẩn đoán đái tháo đường đến nay thì Việt Nam chúng ta vẫn áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán của ADA, là hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ và uh, tổ chức này cũng khuyến cáo chúng ta là nên bắt đầu sàng lọc đái tháo đường cho tất cả các người lớn từ 35 tuổi trở lên. Vậy thì chúng ta có bốn tiêu chuẩn để mà chúng ta chẩn đoán và cái này chúng ta cũng một phần được nhắc đến trong bài nói của tiến sĩ Tuấn Anh. Uh, cách đầu tiên đấy là chúng ta có thể xét nghiệm đường máu bất kỳ của bệnh nhân khi mà bệnh nhân có triệu chứng của tăng đường máu đúng không ạ? Tăng đường máu ở đây tức là bệnh nhân có thể uống nhiều khát nhiều tiểu nhiều và gây sút cân và chỉ cần một mẫu đường máu tĩnh mạch bất kỳ lớn hơn hoặc bằng 11,1 mmol trên lít thì khi đấy chúng ta chẩn đoán cho bệnh nhân là đái tháo đường. Cách thứ hai là chúng ta có thể xét nghiệm hai lần đường máu đói của bệnh nhân lớn hơn hoặc bằng 7,0 mmol trên lít ở hai buổi khác nhau. Và đường máu đói ở đây được định nghĩa là nếu bệnh nhân nhịn ăn từ 8 cho đến 14 tiếng cách thứ ba đấy là chúng ta làm cho bệnh nhân làm nghiệm pháp dung nạp gluco và nếu sau 2 giờ làm nghiệm pháp dung nạp gluco đường máu trên 11,1 một trên thì khi đấy chúng ta cũng sẽ chẩn đoán đái tháo đường cho bệnh nhân và cách thứ ba là cái cách mà đã được hiệp hội đái tháo đường hoa kỳ đưa vào guideline chẩn đoán từ năm 2010 đấy là chỉ số hb1c lớn hơn hoặc bằng 6,5% vậy thì áp dụng thực tế trên lâm sàng để mà chẩn đoán đái tháo đường thì chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta không không đi tuần tự từng bước như thế này đúng không ạ? Mà chúng ta vì là sự phát triển của y học rồi sự phát triển của những cái phương tiện uh, xét nghiệm thì chúng ta thường có thể làm cả đường máu lúc đói, làm cả HB1C để phục vụ làm sao ạ? Thứ nhất bệnh nhân không phải đi lại, không phải lấy máu nhiều lần, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể đánh giá để đủ cái tiêu chuẩn chẩn đoán. Bên cạnh cái việc là sử dụng HB1C như là một tiêu cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì chúng ta còn để theo dõi điều trị nữa đúng không ạ và chúng ta để mỗi một loại thuốc đái tháo đường thì chúng ta khi mà chúng ta kê đơn thuốc cho bệnh nhân thì chúng ta đều đánh giá xem là nó sẽ giúp giảm đi bao nhiêu mimon đường máu đói nó giúp đi giảm bao nhiêu phần trăm hb1c như vậy là bên cạnh cái việc là phục vụ cho chẩn đoán thì nó còn giúp chúng ta điều trị và lựa chọn thuốc cho các bệnh nhân thì đấy là tiêu chuẩn chẩn đoán. Vậy thì với insulin hay là sepetit thì nó là những cái xét nghiệm như thế nào và nó có cái giá trị gì trong cái việc chúng ta áp dụng uh, lâm sàng phục vụ cho chẩn đoán và điều trị đái tháo đường. Thì insulin đấy chính là một cái hormone mà được tế bào beta tuyến tụy tiết ra, đúng không ạ? Chúng ta đều biết rồi. Và nó chức năng chủ yếu của nó là giúp chúng ta điều hòa cái uh, quá trình uh, điều hòa gluco bao gồm là điều hòa quá trình dung nạp và sử dụng gluco đúng không ạ điều hòa quá trình tổng hợp cả protein và dự trữ của triglycerid và thúc đẩy sử dụng gluco ở các mô và phân giải glycogen ở gan và nó được điều hòa bằng chính lượng gluco trong vòng tuần hoàn của chúng ta đúng không ạ vậy thì cái insulin này thì nó chỉ uh, đào cái thời gian bán thải của nó rất là nhanh chỉ trong vòng 4 phút. Đấy, chính vì thế mà chúng ta cũng khi mà áp dụng trên lâm sàng thì chúng ta cũng sẽ phải căn cứ vào cái thời gian bán thải của insulin này để chúng ta thấy là khi nào chúng ta sẽ cần phải Xét nghiệm insulin. <laughs> trong thực hành lâm sàng thì chúng ta sẽ dùng để chẩn đoán đái tháo đường type 1 và type 2 đúng không ạ? Vậy thì theo cơ chế như cái phần đầu trình bày thì đái tháo đường type 1 là cái đái tháo đường mà gì ạ? Thiếu hụt hoàn toàn insulin do cái sự phá hủy tế bào beta tụy. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1 lần đầu tiên chẩn đoán mà chúng ta làm xét nghiệm insulin thì thường rất là thấp, đúng không? thậm chí là bằng không. Đái tháo đường tuyếp 2 thì nó làm sự thiếu hụt insulin tương đối cộng với cả sự kháng insulin. Chính vì thế mà khi tại thời điểm mà bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 chẩn đoán thì ít khi chúng ta thấy là insulin nó rất là thấp nó có thể trong giới hạn bình thường thậm chí rằng ở những cái bệnh nhân mà có tình trạng kháng insulin nhiều thì cái chỉ số anh insulin này thậm chí nó còn cao hơn so với giá trị bình thường đúng không ạ đấy à, đấy là cái giá trị trong việc chúng ta chẩn đoán phân biệt à, về để chẩn đoán sớm thì với những cái bệnh nhân mà không có triệu chứng à, rõ ràng đúng không ạ à, rồi là đường máu thì có thể là gì ạ không cao lắm khi đấy chúng ta cũng có thể xét nghiệm nồng độ insulin để đánh giá cái sự tiết Uh, insulin nội sinh của tế bào beta. Bên cạnh đó, một trong những cái lợi ích nữa khi mà chúng ta sử dụng xét nghiệm insulin đấy là chúng ta đánh giá xem là à bệnh nhân này bị đái tháo đường tuyếp 2 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi. Vậy thì cái insulin nội sinh của bệnh nhân có còn hay không, đúng không ạ? Nếu nó còn nhiều hay còn ít thì để chúng ta bắt đầu với phác đồ điều trị insulin hay không, đấy cũng là một cái mà chúng ta sẽ cần cân nhắc. Uh, một cái nữa đó chính là Ờ uh, trong những cái một số cái nghiên cứu mà trong cái phần tới tôi sẽ trình bày đấy chính là nó cũng sẽ giúp dự đoán biến chứng của đái tháo đường tuyếp 2 và một cái phần nữa ngược lại với đái tháo đường đấy chính là hạ đường huyết thì chúng ta có một trong những cái bệnh lý đó chính là insulinome hay là u tụy u tế bào beta tụy tiết insulin gây hạ đường huyết thì cái việc xét nghiệm insulin là rất cần thiết cho chúng ta chẩn đoán với C-peptide thì chúng ta thấy rằng nó là một cái polypeptide nhỏ được tạo ra từ khi mà cái phân tử proinsulin được phân cắt đúng không ạ để tạo ra insulin. Thế thì chính vì vậy mà cái tỷ lệ insulin và C-peptide thì nó là tương đương nhau tuy nhiên là cái thời gian bán thải của sepeptit nó dài hơn 30 phút chính vì thế mà nhiều khi là chúng trên trong thực hành lâm sàng thì cái định chúng ta vẫn định lượng sepeptit thay cho insulin hoặc là sử dụng nó tương đương với cả đánh giá tương đương với cả insulin khi mà chúng ta có thể làm được và cái insulin cái tỷ lệ insulin và sepeptit thì được tiết đồng thời vào máu và cái tỷ lệ nó tương đương nhau khi mà nó có cái đáp ứng của tăng đường máu Vậy thì thực trong thực hành lâm sàng thì c sẽ được sử dụng như thế nào đúng không ạ? Vì c thì nó không phải là một cái sản phẩm của liệu pháp insulin ngoại sinh nên nó có sẽ có giá trị cho chúng ta hơn khi mà chúng ta muốn đo lường cái lượng insulin nội sinh, đặc biệt là khi mà những cái bệnh nhân đái tháo đường mà có sử dụng insulin ngoại sinh từ bên ngoài đưa vào ấy ạ. Thì khi đấy cái việc mà chúng ta à, định lượng cái nồng độ insulin chung trong máu thì nó sẽ dẫn đến gì ạ? sai đúng không ạ? Có thể ảnh hưởng bởi cái lượng insulin từ bên ngoài đưa vào. Chính vì thế mà khi này xét nghiệm C-peptide thì nó sẽ giúp chúng ta đánh giá tốt hơn cái tình trạng uh, tiết insulin nội sinh của tế bào beta tụy đúng không ạ? Uh, đấy cũng sẽ giúp chúng ta chẩn đoán xem là đến giai đoạn nào bệnh nhân sử dụng insulin thế như thế là phù hợp hay không phù hợp đủ hay không đủ đúng không ạ? À, bên cạnh đó thì giống như insulin nó cũng sẽ góp phần cho chúng ta trong hỗ trợ và chẩn đoán Ở những cái bệnh nhân mà hạ đường huyết đúng không ạ? Và thêm một yếu tố nữa đấy chính là cbt sẽ được sử dụng để theo dõi đáp ứng ở những cái bệnh nhân ghép tế bào đảo tụy thì có lẽ là cái này của chúng ta mới được nghe trong báo cáo thôi chứ chúng ta cũng chưa có cái kinh nghiệm trong thực hành lâm sàng. Với Hb1c thì trong hai bài báo cáo vừa rồi của tiến sĩ Gray Jones và tiến sĩ bùi tuấn anh thì chúng ta cũng đã rất rõ ràng đúng không ạ thì nó là một cái xét nghiệm mà hb 1 c mà bị glucosin hóa đúng không ạ và nó có cái tỷ lệ tương đương tăng theo cái nồng độ đường trong máu của chúng ta đúng không ạ và nó gắn với hồng cầu chính vì thế mà cái đời sống của hồng cầu của chúng ta trung bình là 120 ngày. Vì vậy mà nó sẽ giúp chúng ta đánh giá được cái đường máu trung bình trong vòng 3 tháng. Vậy thì trong 3 tháng như thế thì trong cái bài báo cáo của tiến sĩ Gary Jones cũng chỉ ra rất là rõ giá trị của đường máu trong từng tháng à, tháng thứ đầu tiên tháng thứ hai, tháng thứ ba trở về trước đóng góp như thế nào lên cái giá trị Hb1c. Và trong cái giống như trong cái slide mà cái phần trần đoán đái tháo đường thì chúng ta thấy rằng Hb1c đã được đưa vào cái guideline hướng dẫn như là một cái xét nghiệm độc lập để mà giúp chúng ta trần đoán đái tháo đường. Bên cạnh là giúp chúng ta chẩn đoán thì Hb1c sẽ là một cái phương pháp để mà chúng ta đánh giá sự kiểm soát đường máu đúng không ạ? Trong vòng 3 tháng của bệnh nhân. Và để cái đó, cái chính cái chỉ số HB1C được đánh giá trong một thời gian dài như thế thì nó giúp bác sĩ Lâm Sàng đưa ra cái quyết định về điều trị. Như vậy bệnh nhân này có cần thay đổi chế độ điều trị không, thêm thuốc hay bớt thuốc đúng không ạ? Thì đều sẽ dựa vào cái kết quả xét nghiệm HB1C. Tuy nhiên nhấn mạnh lại rằng kết quả xét nghiệm HB1C này ở các labo thì sẽ phải được đầy đủ tiêu chuẩn thì lúc đấy chúng ta mới có thể áp dụng được cái chỉ số này. Vậy thì hb 1 c rõ ràng nó sẽ có ưu điểm hơn rất là nhiều so với những cái chỉ số đường máu thông thường mà chúng ta sử dụng đúng không ạ? Ví dụ như bệnh nhân đến khám chúng ta vào một thời điểm trong ngày thì chúng ta sẽ chỉ có một giá trị đường máu cho bệnh nhân thôi. Bệnh nhân khám với chúng ta cả buổi sáng thì cùng lắm các bạn sẽ thử được đường máu lúc đói của bệnh nhân này, đường máu sau ăn 2 tiếng như vậy chúng ta chỉ có hai giá trị đường máu và nó không thể đại diện cho một cái quá trình bệnh nhân kiểm soát đường máu ở nhà được đúng không ạ? rồi là đường máu nó rất dễ thay đổi bởi cái chế độ ăn đúng không ạ hoặc là vận động của bệnh nhân vận dụng bệnh nhân hôm nay đến khám với chúng ta đi lại nhiều quá thôi đường máu cũng giảm thế là chúng ta thấy chỉ số đường máu của bệnh nhân rất là đẹp đúng không ạ hoặc là tối hôm trước bệnh nhân ăn rất là nhiều sáng sau đường máu bệnh nhân sẽ cao vậy thì bản thân một chỉ số đường máu nó không phản ánh trung thực cái quá trình kiểm soát đường huyết của bệnh nhân chính vì thế mà HB1C thì nó sẽ giúp cha giúp chúng ta đánh giá một cái quá trình dài hạn và khách quan hơn về thay đổi cả chế độ ăn chế độ luyện tập và chế độ dùng thuốc của bệnh nhân vậy thì khuyến cáo thì đã rất là rõ ràng rồi đúng không ạ thế thì khuyến cáo là chúng ta sẽ dùng để chẩn đoán và cái cắt ỏp để mà chúng ta chẩn đoán đái tháo đường cho các bệnh nhân đấy chính là hb 1 c là 6,5% đúng không ạ? Nên tuy nhiên là nếu hb 1 c dưới 6,5 trăm thì chúng ta có loại trừ chẩn đoán không ạ? Chắc chắn là không đúng không ạ? Chưa khả năng để loại trừ chẩn đoán và chúng ta khi đấy thì chúng ta sẽ phải sử dụng những cái phương pháp chẩn đoán khác đấy là bằng đường máu đói à, hoặc là nghiệm pháp dung nạp gluco để chúng ta có thể chẩn đoán sớm hơn cho các bệnh nhân đái tháo đường. Vậy thì theo khuyến cáo của NICE là hiệp hội à, Uh, sức khỏe chăm sóc sức khỏe uh, của anh thì người ta thấy rằng là với những cái bệnh nhân người lớn mà mắc đái tháo đường tiếp 1 tương đối ổn định thì HB1C cho phép đánh giá 3 đến 6 tháng có thể làm 3 đến 6 tháng một lần. Và ở những cái bệnh nhân mà có sự thay đổi về nồng độ đường máu diễn ra nhanh chóng thì có thể làm gần hơn đúng không ạ? Trong vòng trước 3 tháng với những bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 thì sao ạ với những bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 thì nếu như là cái, những cái giá trị kiểm soát đường máu của bệnh nhân tương đối ổn định chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại cái xét nghiệm này trong vòng 3 đến 6 tháng đúng không ạ và nếu như bệnh nhân không thay đổi cái chế độ điều trị không thay đổi chế độ ăn thì chúng ta hoàn toàn có thể để 6 tháng mới làm một lần và đặc biệt là khi mà bệnh nhân có những cái diễn biến bất thường về sự thay đổi đường máu về sự thay đổi lối sống chúng ta hoàn toàn có thể làm cái xét nghiệm này gần lên chứ không bắt buộc phải là 3 tháng một lần Vậy thì các dữ liệu về các nghiên cứu lâm sàng trên thế giới thì đưa ra vai trò của anh Slin hay là C-peptide hay là HB1C như thế nào thì chúng ta cùng nhìn vào một vài cái nghiên cứu. Đấy thì ở đây là một cái nghiên cứu về đánh giá định lượng cái nồng độ C-peptide ở những bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1 và người ta tiến hành ở những cái bệnh nhân mà khởi phát đái tháo đường tuyếp 1 và người ta đo xem là cái nồng độ C-peptide là bao nhiêu và người ta đánh giá xem là cái nồng độ C-peptide mà dưới 50 nano trên lít thì nó có ý nghĩa nào, nó có ý nghĩa như thế nào trong việc kiểm soát HB1C rồi là sự xuất hiện biến chứng hay là cái tình trạng hạ đường huyết của bệnh nhân và cái kết xét nghiệm này cũng ở à, cái nghiên cứu này được tiến hành trên 1.200 bệnh nhân thì người ta thấy rằng là uh, giá trị cit thì nó giảm dần theo thời gian và đặc biệt là trong đó thì người ta thấy rằng cái yếu tố tuổi của bệnh nhân thì là một cái yếu tố mà khiến cho cái nồng độ cpid nó giảm khá là nhanh uh, và khi mà bệnh nhân có cái nồng độ cpept là trên 10 thì thấy rằng là cái nguy cái giảm cái nguy cơ mà biến chứng của các bệnh nhân đái tháo đường thì nó giảm theo thời gian và khi mà c dưới 10 thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ mà xuất hiện những cái biến chứng của đái tháo đường và đặc biệt là cái tỷ lệ mà xuất hiện những cái biến chứng khi mà c dưới 10 picomol trên lít 3,1 lần so với bình thường. Với những cái bệnh nhân mà có nồng độ c peptide trên 50 picomol trên lít, thì người ta thấy rằng cái chỉ số Hb1c được kiểm soát tương đối là tốt, đúng không ạ? Và đặc biệt là người ta cũng đánh giá cái tình trạng hạ đường huyết ở những cái bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 1, thì các bệnh nhân hạ đường huyết thì lại liên quan đến cái sự uh, giảm nồng độ c peptide thấp. Với bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 thì c peptide có ý nghĩa như thế nào? thì đây là một cái nghiên cứu cũng khá là dài hạn được theo dõi 14 năm ở các bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2 và có sử dụng sulfonin urea đúng không ạ và người ta cái mục tiêu của người ta là đánh giá cái mối liên quan giữa nồng độ cepetit lúc đói với những cái tử vong do mọi nguyên nhân tử vong do những cái nguyên nhân riêng biệt ở người bệnh đái tháo đường tuyếp 2 và đồng thời người ta cũng đánh giá cái mối liên quan giữa mức độ cepetit nền với cả những cái tỷ lệ biến xuất hiện những cái biến chứng mạch máu lớn và mạch máu nhỏ ở những cái bệnh nhân mà đái tháo đường tuyếp 2 mà chưa phát hiện biến chứng mạng tính trước đó Thế thì người ta chia làm ba nhóm với cái ngưỡng ba cái ngưỡng cpeptide nồng độ cpeptide khác nhau thì người ta thấy thì người ta thấy rằng là gì ạ à, với những cái bệnh nhân mà có cái nồng độ cpeptide thấp thì HB1C thường lại là cao hơn và cái tỷ lệ mà xuất hiện những cái biến chứng mạch máu nhỏ cao hơn so với những cái nhóm bệnh nhân mà có nồng độ c vẫn còn cao. Như vậy rõ ràng là rằng nếu như mà những cái bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới phát hiện mà chưa có biến chứng thì nồng độ c cao sẽ được kiểm soát đường máu tốt hơn và cái tần suất xuất hiện những cái biến chứng đặc biệt là biến chứng mạch máu nhỏ sẽ thấp hơn. Với những cái biến chứng, à, những cái tỷ lệ tử vong thì sao thì người ta thấy rằng là à, cái nồng độ CRPT chưa tìm được cái mối liên quan trong cái việc là gây ra những cái tử vong do nguyên mọi nguyên nhân hoặc là những cái tử vong do nguyên nhân à, chuyên biệt của đái đường, đặc biệt là do các bệnh lý tim mạch của đái đường. Bên cạnh cái việc là đánh giá sự kiểm soát về mặt đường máu khi mà nồng độ c thay đổi thì người ta cũng đánh giá được cái sự kháng insulin uh, liên quan đến đường máu đói và Hb1c ở những cái bệnh nhân đái tháo đường type 2 và đây um, cái nghiên cứu này được thực hiện là so sánh với cái nhóm mà bệnh nhân hoàn toàn không bị đái tháo đường trong đó có 47 bệnh nhân bị đái tháo đường và 38 bệnh nhân không bị đái tháo đường vậy thì kết quả người ta cũng thấy rằng là gì ạ có mối tương quan có ý nghĩa giữa cái chỉ số HOMA IR để đánh giá cái sự kháng insulin với cái nồng độ insulin và C-peptide ở các bệnh nhân đái tháo đường so với nhóm trứng đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì người ta không thấy có sự tương quan với cái nồng độ HB1C ở nhóm đái đái tháo đường và nhóm trứng. Như vậy là một phần về mặt thực tiễn lâm sàng insulin và C-peptide giúp chúng ta đánh giá xem là cái những cái bệnh nhân đái tháo đường này có kháng insulin có sự kháng insulin không đúng không ạ? và đấy cũng là một trong những cái giúp chúng ta đưa ra cái quyết định điều trị trên lâm sàng. Với những cái bệnh nhân mà cần phải điều trị insulin thì sao, những cái bệnh nhân đái tháo đường mà cần phải điều trị insulin thì người ta thấy rằng là đo cái nồng độ insulin và C-peptide nó cũng sẽ có ý nghĩa trong cái việc mà chúng ta quyết định cân nhắc xem là bệnh nhân này có cần phải liệu có cần phải sử dụng cái liệu pháp insulin hay không đúng không ạ? Đã cần phải sử dụng cái liệu pháp insulin hay chưa? Vì bản thân insulin và C peptide giúp chúng ta đánh giá được cái tình trạng insulin nội sinh của chính tế bào những cái tế bào beta tụy còn lại ở những bệnh nhân đái tháo đường tuyếp 2. Chính vì thế mà khi mà chúng ta kết hợp đo nồng độ insulin um, huyết thanh tự do và C peptide thì nó sẽ giúp chúng ta cho cái việc là quyết định diễn biến hoặc là tiên lượng của cái liệu pháp điều trị insulin trên các bệnh nhân đái tháo đường. Còn về HB1C thì ý nghĩa lâm sàng rất là rõ ràng và cái này nó phục vụ cho chúng ta trong cái việc điều trị. Một cái nghiên cứu rất là kinh điển của các bệnh nhân đái tháo đường type 2 mới phát hiện ở Anh là một cái nghiên cứu rất là lớn. đúng không ạ à, Đấy là nghiên cứu EKPDS thì người ta cũng thấy rằng nếu chúng ta điều trị tích cực cho các bệnh nhân đái tháo đường thì cứ giảm được 1% HB1C thì sẽ giúp giảm biến chứng mạch máu lớn và mạch máu nhỏ. Trong đó ý nghĩa rõ ràng nhất là trên các bệnh lý mạch máu nhỏ như là giảm tới 37% các biến chứng vi mạch, 43% các bệnh lý mạch máu ngoại biên đúng không ạ? Giảm đến 21% tử vong do mọi nguyên nhân. Như vậy rõ ràng HB1C vẫn đến nay vẫn là một cái phương tiện rất là hữu ích để mà chúng ta đánh giá được cái hiệu quả điều trị hoặc là giúp chúng ta tiên lượng được cái khả năng diễn tiến của những cái biến chứng trên bệnh nhân đái tháo đường cũng bổ sung về cái nghiên cứu nghiên cứu HB1C thì chúng ta thấy rằng cũng một nghiên cứu rất là lớn trên các bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì người ta so sánh trực tiếp giữa những cái nhóm bệnh nhân đái tháo đường mà được kiểm soát tốt đường huyết đạt mục tiêu HB1C dưới 7% và cái nhóm bệnh nhân mà không đạt được mục tiêu kiểm soát đường huyết trên 7% thì người ta thấy rằng là rất có ý nghĩa đối với những cái biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng thần kinh, đúng không ạ? Tuy nhiên thì người ta cũng chưa thấy cái yếu tố liên quan đến cái biến chứng mạch lớn, đặc biệt là biến chứng mạch não. thì đây là có lẽ là nó có liên quan đến một phần trong cái biến chứng hạ đường huyết của các bệnh nhân đái tháo đường và một lần nữa thì nhấn mạnh lại rằng tất cả những cái nghiên cứu về HB1C đều nhấn mạnh đó là chúng ta sẽ phải hiệu chuẩn cái xét nghiệm thường xuyên và đánh giá nghiêm ngặt cái chất lượng xét nghiệm thì chúng ta mới có thể uh, sử dụng và đánh giá cái độ chính xác của xét nghiệm để sử dụng trên lâm sàng. Như vậy thì qua những cái uh, kết quả và những cái báo cáo trên thì tôi xin đưa ra mấy kết luận. Thứ nhất là đái tháo đường là một cái bệnh lý mà có tỷ lệ mắc ngày càng cao và gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tăng chi phí điều trị và gánh nặng cho bản thân bệnh nhân, gia đình và xã hội. À, HV1C, C-peptid và insulin là các yếu tố sinh hóa để mà giúp chúng ta chẩn đoán phân loại à, đái tháo đường. Trong đó, insulin và C-peptid thì không chỉ đánh giá chức năng tế bào beta mà còn có giá có giá trị trong đánh giá mức độ kháng insulin. Và những cái sự thay đổi đường huyết trong thời gian dài được đánh giá bằng giá trị HB1C có thể là một cái yếu tố đánh giá những cái nguy cơ tiềm ẩn về biến chứng vi mạch ở các bệnh nhân đái tháo đường. Và khi đấy chúng ta về mặt lâm sàng, chúng ta kết hợp đo nồng độ insulin, huyết thanh tự do và C-peptide thì sẽ hữu ích trong cái việc chúng ta đánh giá diễn biến tiên lượng và liệu pháp điều trị cần sử dụng ở các bệnh nhân đái tháo đường, đặc biệt là các bệnh nhân đái tháo đường đã đến mức cần sử dụng insulin. Và các dấu ấn sinh học này sẽ cần phải sử dụng phù hợp để tránh chẩn đoán sai và đưa ra những cái quyết định không chính xác trên lâm sàng để đảm bảo cho cái chất lượng điều trị và an toàn cho người bệnh bài báo cáo của tôi đến đây là hết xin cảm ơn sự lắng nghe của các thầy cô và các anh chị quý vị đồng nghiệp